Vâng, Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip test những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2020, cửa hàng âm thanh Hạnh xin test 3 sản phẩm để gửi cho 3 vị khách hàng có 3 địa chỉ khác nhau. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc máy hút ẩm mang mã số 107 của hãng Mitsu chân voi. Và sản phẩm thứ hai là một chiếc máy hút ẩm của hãng Hitachi mang mã số 108 có dung tích hút là 20 lít trên 1 ngày. Chiếc này thì được quý khách hàng đến từ Hà Nội, anh cũng đã chốt hàng và hai sản phẩm này về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua. Cùng với sản phẩm thứ ba trong clip của ngày hôm nay là một chiếc Omni 907X The Cat. Âm thanh Nữ Hạnh xin gửi vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Vâng, trong clip của ngày hôm nay, ba sản phẩm của ba vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã liên hệ để đặt hàng. Và sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút để quý khách hàng cùng thẩm âm với cửa hàng những sản phẩm mà cửa hàng đang test cho vị khách hàng đến từ Hà Nội. Anh đặt một chiếc Omni 907X The Cat hồi gỗ chỉ vàng. Cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa Bose 10.2 Series 2. Và sau đây cửa hàng xin thông báo những sản phẩm được những vị khách hàng có đơn chốt trong ngày hôm nay có địa chỉ như sau. Sản phẩm là một chiếc Omni 907X The Cat của anh Thuận. Anh có địa chỉ tại thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sản phẩm thứ hai là một chiếc máy hút ẩm của hãng Mitsu mang mã số 107 của anh Nguyễn Tuấn Anh. Anh có địa chỉ tại phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sản phẩm thứ ba là của anh Hiếu. Anh có địa chỉ là số nhà 9 ngõ 437, đường Hoàng Tăng Bí, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vâng, đây là những sản phẩm của những vị khách hàng đã có đơn chốt trong ngày hôm nay. Và chiếc này 107 thì có dung tích hút trong một ngày là 18 lít và được sử dụng điện 100V, còn rất mới và đẹp luôn. Vâng, đây là sản phẩm của anh Thuật. Anh có địa chỉ tại Chương Mỹ, Hà Nội. Một chiếc Omni Samsung 907X The Cat. Và sản phẩm thứ ba là của vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội là của anh Hiếu. Anh lựa chọn một chiếc máy được sử dụng điện 220V và chiếc này có mã số là 108, được sử dụng trong phòng của anh. Thì chiếc này được hoạt động và có thể tích hút là 20 lít trên một ngày. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, xin mời những vị khách hàng cùng vào thẩm âm. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chân bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không mãi đi trong hồn tôi.
Vâng, âm thanh Lê Hạnh có lẽ xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.